所加班，重新坠入漫漫长夜的孤单。广场上酒吧街，人们拥挤着狂欢，我却袖手旁观，与时间失联。闹钟响起，梦睡在清晨六点，心还沉迷在往事的片段，用昨天的圆满治疗今天的缺憾，明知如怎知，可又能怎么办？你不在我身边，我不在爱里面，看不到一丝一毫的温暖。你不在我身边，我写在痛里面，回忆比我想一想。在爱里面，谁坚决末日降临的慌乱？你不在我身边，我写在痛里面，思念把我反复熬煎。你不在我身边。Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình là Thắng Trần. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bài nhảy dân vũ mới. Các bạn yêu thích những điều nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối ngay lập tức với những bài nhảy mới nhất của mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Tổ hợp thứ nhất của bài nhé. Tay trái chống hông và các bạn bước chân phải sang phải, tay phải vuông góc và đánh sang phải nhé. Một đánh ra, hai về và các bạn đổi bên nhé. 3 ra, 4 về, 5 ra, 6 về, 7 ra, 8 về. Bây giờ các bạn sẽ bước chân phải lên bước chân trái và quay mặt về hướng 9 giờ. Bây giờ các bạn sẽ có hai nhịp hóp mở hông nhé. 2, các bạn đợi hóp bụng vào. Và nhịp thứ hai nữa các bạn mở ra. 2. Nhịp thứ ba hóp vào. 3 và nhịp thứ tư các bạn đưa chân về. 4. Bây giờ các bạn bước chân trái lên trước chân phải và quay mặt về hướng 3 giờ. 5 hóp vào, 6 mở ra, 7 hóp vào và 8 về chỗ. Các này sẽ lặp lại 2 lần các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, đổi bên nào. 5, 6, 7, 8. Bây giờ sẽ là động tác thứ hai của tổ hợp thứ nhất. Các bạn bước chân phải sang phải và hai tay mở vuông góc. 1 ra, 2 về, đổi bên nào. 3 ra, 4 về, tiếp tục nhé. 5 ra, 6 về, 7 ra và 8 về. Tiếp theo sẽ tương tự động tác thứ nhất. 2, 2, 3, 4 đưa về, đổi bên nhé. 5, 6, 7, 8 đưa về. Động tác này mình cũng làm lại 2 lần nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4 đưa về, đổi bên nào. 5, 6, 7, 8 đưa về. Bây giờ chúng mình sẽ sang tổ thứ hai, tay trái chống hông nhé. Và tay phải các bạn sẽ chỉ ở như thế này và đi sang phải. Nào, 1, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn bước chân sang. Bây giờ các bạn sẽ bước hai chân sang trái và lật tay sang trái. 5, 6, bước hai chân sang phải và lật tay sang phải. 7, 8. Và ngược lại, bây giờ các bạn sẽ chống hông tay phải và đi sang trái nhé. Nào, 2, 2, 3, 4. Các bạn bước sang phải và lật tay sang phải. 5, 6, bước sang trái và lật tay sang trái. 7, 8. Chúng mình sẽ đi lại lần thứ 2 nhé. 3, 2, 3,
thẳng chân trái, 5, 6, phải, 7, 8. Và bây giờ chân trái nào, 4, 2, 3, 4. Bước sang phải và lật tay sang phải, 5, 6, chân trái và lật tay sang trái, 7, 8. Bây giờ sang tổ hợp thứ 3. Các bạn sẽ đi chéo chân lên 4 nhịp nhé. Hai tay các bạn sẽ nắm lại và đưa từ trong ra, 1, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn sẽ chéo chân và đi sang bên trái, đổi tay nhé, đổi chiều nhé, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng mình sang tổ hợp thứ 3. Các bạn sẽ đi chiết sang bên phải 4 nhịp chân. Tay các bạn sẽ đưa chéo từ trong và đưa ra ngoài. Các bạn đi sang phải thì tay phải lên nhé, tay trái dưới nào, 1, 2, 3, 4. Tương tự bây giờ các bạn sẽ đi siết sang bên trái 4 nhịp, đổi tay, tay trái lên và tay phải dưới, 5, 6, 7, 8. Các bạn bước hai chân sang phải và hai tay các bạn đánh cao sang phải nhé, 2, 2, bước sang trái và đánh tay sang trái, 3, 4, sang phải và đánh tay sang phải nhé, 5, 6 và về nào, 7, 8. Bây giờ chúng mình sẽ đi lùi về nhé. Tương tự các bạn sẽ lùi siết bên phải trước. Tự tay các bạn sẽ mở từ trong ra và tay phải trên, tay trái dưới nào, 3, 2, 3, 4. Các bạn đổi tay và đi siết sang bên trái, 5, 6, 7, 8. Tương tự các bạn bước chân sang phải và đánh tay sang phải, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác này mình sẽ đi 2 lần các bạn nhé. Nào, mình sẽ đi lại lần thứ 2, 1, 2, 3, 4, sang trái, 5, 6, 7, 8. Giơ hai tay lên và đẩy sang phải, bước chân sang phải, 2, 2, sang trái nào, 3, 4, sang phải, 5, 6, sang trái, 7, 8. Bây giờ chúng mình sẽ đi siết về bên phải nhé, 3, 2, 3, 4. Siết về bên trái nào, đổi tay, 5, 6, 7, 8. Hai tay đẩy sang phải và chân bước sang phải, 4, 2, sang trái nào, 3, 4, sang phải, 5, 6, sang trái, 7, 8. Tổ hợp thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2 của tổ hợp thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đập lại nhé, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp cuối cùng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp này chúng mình đi 2 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,